Hello guys, hello world, hello Asia Pacific, hello Africa, hello guys. Okay, wow, look at you. Okay, really good. So please, before you start today's training, I would like to ask you, if it is possible, please switch on your camera so we can see your big smile, your wonderful face, okay? I already sent the backdrop, okay? Backdrop pictures on the group chat, so you can change it. They have an identical background together to show our unity, okay? Okay, I already seen a lot of comments, okay? Sending your greetings to us. Yeah, the people from Africa, people from Asia Pacific. Wow. Good. A lot of guys have already opened your cameras. Good. Love your face, wow. Really good. Okay. Okay, so I start. Good morning, ladies, gentlemen. Okay, good day, good evening, whatever the time zone you are. Okay. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to today's online training. So my name is Lincoln. It's my pleasure to be the host today. And today we have very exciting trainings waiting ahead of us. Before starting today's training, so first I would like to once again extend my sincere greetings to all of the participants from Asia and Pacific, from Africa, our lecturers, leaders. Hello guys. Hello, wave your hand. Okay, say hello to each other. Good. You're wonderful. Okay, so meanwhile, please allow me to show the gratitude to our colleagues from both TN's headquarters and regional branches. Because of their hard work and joint force, so we can make this training happen. And also thanks to our president of China, Asia Pacific and Africa, Mrs. Vicky, for supporting us with the huge and resources. Okay. Thank you. Okay, well, guys, you know that the pandemic seems to be an outdated topic, but I have to bring it up today once again, because since the outbreak of the COVID-19 in 2020, almost 3 years have passed. While we're still struggling to find a way to live with it, it has already made a huge impact on our daily life and work. So network marketing is, as its name, we are creating fortune based on the people's social network resources. We used to conduct the business in face-to-face communications, one-on-one talk, home parties, business briefings, or the large-scale conference. But the pandemic forces us to move our business to the online platform. This makes a dramatic change to our industry because we have to change the way we used to run our business. For some guys, they are losing advantages in this big change, but for some people, they found a way out and use it as a chance to overtake their competitors. So today, we specifically invite one of the young leaders from Vietnam who has achieved rocket growth during the pandemic. COVID-19 didn't beat him up, however, it helped him to reach a career height. So let's give a round of applause to Mr. Yen Hong Quan from Vietnam. Welcome him on the stage to give us wonderful training. Hello. Xin gửi lời chào trân trọng tới các lãnh đạo cùng toàn thể của đối tác Tiên đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Hello guys. Hello. We are Mr. Nguyen. Hello, Mr. Nguyen. Yeah, this is Lincoln. Okay, I have already known your stories so familiar, okay, so well. So I heard that you are achieving a remarkable result, got quick promotions from Gold Lion to the Star Gold within 5 months, especially during the pandemic. That is so incredible. That is insane for most of the distributors. And also you yourself become a celebrity in Vietnam, okay? Have like hundreds of thousands of followers. Wow, that is so remarkable. So
why don't you show us, share with us that how did you achieve that? Okay, okay. Xin gửi lời chào trân trọng tới các lãnh đạo cùng toàn thể gửi đến đăng tiên đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Okay, thank you so much for MC Mr. Lee Kunz. Good evenings in my time and good morning in your time. And ladies and gentlemen, the first of all, I would like to introduce a little bit myself. My name is Nguyễn Hồng Quân. Tôi là Nguyễn Hồng Quân, năm nay 31 tuổi, đến từ Tiens, Việt Nam. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui và vinh dự khi được giao lưu và chia sẻ trong chương trình đặc biệt này. So my name is Nguyễn Hồng Quân. Now I'm 31 years old and I'm from Tiens, Vietnam. And today I'm very happy and honored and mutual exchange with you today. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ và giao lưu với tất cả các lãnh đạo cùng toàn thể của đối tác một chủ đề vô cùng quan trọng, đó là kỹ năng online và cách thức vận hành Facebook. And today I'm would like to share with you about the important topics about the skills and the methods how to operate the social media platform. Nhờ có nền tảng các trang mạng xã hội và đặc biệt đó là về kỹ năng online đã giúp cho rất nhiều các lãnh đạo và quỹ đối tác tại Tiens Việt Nam cũng như cá nhân tôi có cái sự phát triển vô cùng tuyệt vời trong thời gian vừa qua. Thanks to the social media platform and help me and our team to have a great develop in the past time. Và trong thời gian vừa qua thì cá nhân tôi đã và đang vận hành các kỹ năng về mạng xã hội như là Facebook, TikTok, Zalo, YouTube, Instagram. Mutal sa kabe taro. Tao. At please, Mr. Kwan. Next. Okay, okay. Vâng, và nhờ có online thì đã giúp cho tôi có sự phát triển tốt trong thời gian vừa qua và đã thăng cấp từ sư tử bạc lên sư tử vàng và tinh kim chỉ trong vòng 6 tháng khi vận hành online. And thanks to the social media platforms help me to get a great achievement and help me to get a higher ranks from Silver Lion distributor to Star Gold Lion distributor in within only 6 months in the past time. Và không những thế, nhờ có nền tảng online và các nền tảng mạng xã hội đã giúp cho tôi cũng như rất nhiều các lãnh đạo tại Tiens Việt Nam tiếp cận được rất nhiều khách hàng và phát triển về đội nhóm. And social media has helped me and our teams to develop and reach and approach so many customers for my team. Và kéo theo đó chính là sự thu hút để tuyển người, để phát triển đội nhóm và tăng thu nhập. Và từ khi vận hành online thì đã giúp cho cá nhân tôi cũng như rất nhiều lãnh đạo tại Spain Việt Nam thu nhập tăng gấp nhiều lần. And it helped me and our team to get more incomes and several times in the past time. Và trong thời gian ngắn vận hành online nền tảng TikTok thì hiện tại cái kênh TikTok của tôi có 127.000 follower và hơn 50 triệu lượt xem. And in the short times I operate the TikTok channel. Now I have more than 127 the follower and more than 50 million the viewer. Và sau gần 3 tháng vận hành Facebook thì hiện tại cái trang Facebook của tôi có 108.000 follower và gần 80 triệu lượt xem. And after 3 months operate the Facebook, now I have more than 180 follower and more than 80 millions for the viewer. Lượt tương tác và thu hút bán hàng cũng như là thu hút người mới vô cùng tuyệt vời. And the interactions for the new keywords is really good. Chính vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng toàn thể các lãnh đạo cùng quỹ đối tác nội dung trọng tâm đó là cách thức vận hành Facebook. So that's why today I would like to share you the most important, that is how to build and how to operate the
the Facebook. Next slide. Và như chúng ta đã biết thì Facebook chính là một nền tảng mạng xã hội hiện nay được rất nhiều người dùng. So as you know, the Facebook is now there so many people to use this. Very famous. Và hiện tại thì có khoảng 2,9 tỷ người đang hoạt động hàng tháng trên Facebook. And now Facebook has around 2.9 million the users, active users monthly. Và Facebook chính là công cụ và nền tảng mạng xã hội không thể thiếu đối với kinh doanh online với các cá nhân và doanh nghiệp. And the Facebook is a necessary tools in online and business for individual or company or enterprise. Và chắc chắn rằng các lãnh đạo cũng như quý đối tác đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã có cho mình những cái tài khoản về Facebook. And make sure all of you have a Facebook account is already open. Nhưng làm thế nào để giúp chúng ta có thể vận hành được để tăng thu hút, tăng tương tác, bán hàng, tuyển người và phát triển đột phá sự nghiệp? Thì đó là cái nội dung mà tôi sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. And how to use and how to operate the Facebook social media platform is that is an important content I would like to share today. Facebook được ví là mỏ kim cương để giúp chúng ta tiếp cận được rất nhiều khách hàng và ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. And the Facebook is considered a diamonds mine and can have so many opportunities to access to approach a lot of partner in everywhere all over the world. Và hiện tại thì có những cái trang mạng xã hội đang được sử dụng phổ biến hiện nay như Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, WeChat. And now as we know that there are so many the popular social network platform today like Facebook, TikTok, YouTube, Instagram and WeChat. Và hiện tại cá nhân tôi cũng như rất nhiều các lãnh đạo tại Thiên Việt Nam đang vận hành đa nền tảng và đặc biệt chính là Facebook và TikTok. And now me and our team so many leaders in Vietnam we use almost the Facebook and TikTok. Next slide. Và những lợi thế khi chúng ta vận hành Facebook và hoạt động quảng cáo Facebook. And now I see on your screen is some advantages of working and operating online platform. Và khi chúng ta nắm được những cái lợi thế này thì chắc chắn rằng các lãnh đạo cũng như toàn thể của đối tác chúng ta sẽ muốn và sẽ vận hành Facebook ngay lập tức. So when you get the advantage of social media platform, you can really want this and would like to use it immediately. Thứ nhất là Facebook sẽ giúp chúng ta tiếp cận được rất nhiều khách hàng tiềm năng. And the first thing is the Facebook have to approach the right potential customer a lot. Thứ hai đó là khả năng kết nối và tính tương tác rất cao. And the second thing is the high ability to connect and interact. Và chỉ cần một video thôi nhưng chúng ta có thể tiếp cận được với hàng ngàn, hàng thậm chí là hàng triệu lượt xem. And even there's only video you can approach so many maybe more than 1 million the viewer. Đây là điều mà chỉ có online và nền tảng mạng xã hội mới làm được. So these the things only social media platform can do it. Tiếp theo chính là chi phí vận hành rất là thấp. And the next is the low cost. Hiện tại thì cá nhân tôi cũng như đội nhóm và các lãnh đạo tại Thiên Việt Nam vận hành Facebook không mất một đồng nào cho quảng cáo. So now it's myself and my teams use and operate the Facebook online and there's no any budget for this. It's almost free. Những hiệu quả và lợi ích thì còn gấp rất nhiều lần quảng cáo. First, there's a big benefits
and effective very big. Và một cái lời thế tiếp theo đó là cái tốc độ lan truyền và viral cực kỳ khủng khiếp. And the next thing is the spreading speed is very fast. Và không bị giới hạn về địa lý cũng như là về khoảng cách. And it's not limited by geographical distance. Vâng, và một cái lợi ích vô cùng tuyệt vời nữa chính là nhờ có online và các nền tảng mạng xã hội sẽ giúp chúng ta chủ động hoàn toàn về thời gian. And the next thing is very really good thing, we can be a proactive about the time. Và cơ hội bán hàng, tuyển người, phát triển đội nhóm, mở rộng thị trường theo cấp số nhân. And we have a big opportunity for sale, for recruitment, for the new people. Chính vì vậy, tận dụng và đặc biệt đó là bám sát cái chiến lược của tập đoàn, đó là 80% online, 20% offline. Thì hiện tại, Teams Việt Nam đang vận hành rất hiệu quả về những nền tảng mạng xã hội. So we choose follows for 80% for online and 20% for offline. To shoot follow and now Teams Việt Nam is follow that. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các lãnh đạo cùng toàn thể của đối tác về kỹ năng và những cái phương pháp khi chúng ta vận hành Facebook. And now I would like to share with you about the skill and methods how to operate the Facebook. Và đây chính là những phương pháp mà hiện tại cá nhân tôi, đội nhóm tôi cũng như Teams Việt Nam đang vận hành vô cùng hiệu quả. So this is the methods and from me and my teams we are using to build the channels and operate the Facebook in Teams Vietnam. Thứ nhất là chúng ta xây kênh ở trên thước phim ngắn Reel của nền tảng Facebook. The first thing we should build a short channel videos in Reels on Facebook. Đây là một công cụ mới, một ứng dụng mới mà Facebook vừa mới xây dựng và phát triển cách đây hơn 2 tháng. So these new things is new tools from the Facebook. They just developed maybe it's 2 months ago. Nhưng hiện tại có tốc độ lan tỏa và thu hút được rất nhiều người sử dụng công cụ này. But now spreading speed is very fast and attracts so many people and customers. Và tôi rất là may mắn khi Facebook vừa ra mắt cái công cụ này thì tôi đã nắm bắt được thời cơ và đã xây dựng rất là nhanh chóng. And now I'm very lucky when the Facebook give this reels, I can get this and develop and build very fast. Chỉ vì vậy chỉ hơn 2 tháng thôi nhưng cái kênh Facebook của tôi hiện tại có hơn 108.000 người theo dõi. So that's why just only 2 months, but my Facebook channel has more than 108,000 followers. Và lượt tương tác cũng như là thu hút thì rất là nhanh. And the interactions and the follows very fast. Thứ hai chính là chúng ta xây dựng và phát triển fanpage. The second thing is building and develop the fanpage. Hiện tại thì tôi cũng đang phát triển fanpage song song với kênh Reel. Now I developing the fanpage and build the Reel channel. Tiếp theo là chúng ta đăng bài trên trang cá nhân để xây dựng thương hiệu cá nhân. The next thing is we can post on the your personal words to build your brand name. Có những bài đăng mà khi tôi đăng trên tường cá nhân ấy cũng thu hút hàng ngàn like và rất nhiều comment. And there's some posting on my wall, there are thousand like. Tiếp theo là chúng ta đăng trên bản tin live stream và vận hành các nhóm cộng đồng. And the next thing we posting and live stream and the community group.
Và tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái quy trình để có thể giúp chúng ta xây kênh Reel một cách hiệu quả. And the next thing I would like to share with you about the process how to build a Reel channel on a Facebook. Và để xây kênh Reel thì trang cá có chúng ta có thể xây dựng trên trang cá nhân hoặc trên fanpage. And to build the Reels Facebook account, you can build it on your personal page. Vâng, và để xây dựng được kênh Reel thì việc đầu tiên là tài khoản nick cá nhân Facebook của chúng ta phải được mở Reel. And the first thing, if you would like to build the Reel channel, the first thing, your Facebook account has been opened for you. Thứ hai đó là chúng ta cần phải hoàn thiện trang cá nhân một cách đẹp và chuyên nghiệp nhất. And the second thing, you need to complete the personal page nice and professionally. Từ ảnh đại diện cho đến ảnh bìa và thông tin liên hệ cũng như tiểu sử. All the things like your avatar, your profile and your contact information, everything should be enough. Cũng như những status mà khi chúng ta đăng ở trên trang cá nhân, tất cả đều phải chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho cộng đồng. As well as your status when you post on your fanpage, it must be the good thing and valuable things for a community group. Và hiện tại tại Thiên Việt Nam cũng như cá nhân tôi đang vận hành đa kênh như là TikTok, Facebook, Zalo, rồi YouTube. Cho nên là ảnh đại diện thì chúng ta phải thống nhất một ảnh. Now I operate the social media platform so many. So that's why your avatars on your Facebook should be the same on a TikTok, Zalo, Instagram and YouTube. Để khách hàng khi tìm kiếm và nhận diện thương hiệu cá nhân thì dễ dàng và tạo niềm tin lớn cho fan. So let the customer when they looking for your information, so they will easy to find this. Vâng, và các bạn có thể nhìn trên cái hình nền đấy ạ. Thì đấy chính là tôi lấy ví dụ về cái trang bìa cũng như ảnh đại diện và cái trang cá nhân của tôi. So on the screen you can see that's my Facebook channel, about my avatar, about some personal information like this. Và những cái thông tin về tiểu sử cũng như thông tin liên hệ đều cố gắng rất là chuyên nghiệp. And your profiles and contact information try to be good professionally. Và tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các lãnh đạo cùng toàn thể quỹ đối tác về cái kịch bản và cái cách thức để chúng ta có thể xây dựng được kênh và làm video hiệu quả. And the next thing I would like to share how to build a channel script. To build your channel. Để xây được kênh thì chúng ta cần phải có kế hoạch và cần phải có chiến lược. To build your channel, you should have the plan and strategy. Và sau đây chính là bốn loại video mà cá nhân tôi đã áp dụng để xây kênh Reel cũng như TikTok vô cùng tuyệt vời. And here is for videos for myself. I already built a channel script. Thứ nhất đó là video giá trị cho đi. The first thing that is video script, the video, the value for giveaway. Đây là bước đầu tiên khi chúng ta xây kênh để thu hút. So this is the first step for us to build the channel. Vậy mục đích của làm video giá trị cho đi để làm gì? So what is purpose for the video value for giveaway? Thứ nhất đó là để tạo thu hút và trao giá trị cho đi đến cộng đồng. So the first thing is we like to make attracts and give away the value for community group. Và đây chính là bước đầu tiên để giúp chúng ta xây dựng hình ảnh với đối tác khách hàng. And this is the first step to have to build
our brand name with customer. Vậy thì trong video giá trị cho đi, chúng ta có thể chia sẻ những cái mèo hay về sức khỏe. And in your video, you can share about a good tip about healthcare. Những thói quen tốt hoặc là không tốt cho sức khỏe. And some good or bad habits for health. Những kiến thức và giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. And some knowledge, proactive healthcare solution. Và những cái video đều, tất cả đều phải liên quan đến sức khỏe nếu như chúng ta xây dựng kênh đó mục đích để bán hàng. And on video, and on videos related to, it should be related to healthcare to build and to sell your products later. Và với cá nhân tôi thì trong giai đoạn đầu xây kênh thì nhờ có những video giá trị cho đi đã thu hút được hàng ngàn follow trong một ngày. And due to my video, the value for giveaways, I can make the video and have a thousand of follow a days. Và có những video lên đến hàng triệu lượt xem. And some video has a million the viewer. Và một cái lưu ý quan trọng trong thời gian đầu khi làm video giá trị cho đi. And the first, and the things important thing when you make the first video value for giveaway is, đó là chúng ta không nên đăng những cái video mang tính chất giải trí hoặc không liên quan đến cái nội dung kênh của chúng ta. That is the video, do not post the entertainment video or some video not related to the healthcare. Và cần phải dành thời gian để suy nghĩ và viết kịch bản thật sự là thu hút. And you need spend your time to thinking to write a script carefully. Bởi vì kịch bản và nội dung chính là linh hồn để giúp chúng ta xây kênh thành công. Because the script and the content is the show when you build the channel. Video thứ hai đó chính là và một số cái lưu ý khi chúng ta xây kênh trong giai đoạn đầu, đó là nội dung chúng ta không chào hỏi mà chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. And there's some notes about this video. The content is no need to welcome. It should be talk about the problem directly. Bởi vì thời lượng ở trên TikTok, ở trên Facebook thì rất là ngắn, chỉ dưới 1 phút. Because the time in the TikTok is very short. It's just less than 1 minute. Và chúng ta phải có câu giật tít ấn tượng trong vòng 2 đến 5 giây đầu tiên. And the title, you should give a short title and great impression, amazing within the first from 2 to 5 seconds. Nếu như câu giật tít mà hay, hấp dẫn thì sẽ thu hút được người xem ở lại xem hết video. So if your title is good, so your title is good wins attracts so many customer of people come to view. Và chúng ta cần phải chia sẻ về ngắn gọn, xúc tích, không dài dòng. And we should write, should be short, concise and not verbose. Nội dung những video đầu nên ngắn gọn dưới 30 giây. And the contents of the first video should be short and should be below 30 seconds. Và các lãnh đạo có thể theo dõi ở trên màn hình ấy. Đây là những cái video giá trị của tôi đã thu hút được hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt like và tốc độ viral rất là nhanh. You can see it on the screen. That's it. Some pictures that my video has so many millions the viewer and likes. Và video thứ hai đó là video giá trị cho đi. Video chủ đề hướng đến sản phẩm. Next slide. Video chủ đề hướng tới sản phẩm. And this video is about the subjects tend to the product. Đây là bước đệm vô cùng quan trọng. So this is step stone, very important
để chuẩn bị cho video bán hàng. To prepare for selling your product. Vậy mục đích của video chủ đề có tác dụng gì? So what is the purpose for the topic? Thứ nhất, đó là để tạo cái sự quan tâm của khách hàng đối với kênh của mình. So the first thing is make an interest from the customer for our video. Thứ hai, đó là để cài đặt tư duy cho khách hàng. The second thing is that is the set the mindset for the customer. Và nếu như chúng ta làm tốt video chủ đề thì khi đăng video bán hàng sẽ có hiệu quả cao. And if you make the video, make a good the video topics, so your videos will get high effective. Và chúng ta muốn bán sản phẩm nào thì chúng ta cần phải có nội dung video hướng tới cái sản phẩm đó. And if you would like to sell some products, you must have the content of video which is related to that product. Để tạo sự thu hút và tăng niềm tin cho đối tác khách hàng. To create the attracts the interest and the trust for the customer. Vâng, và trên màn hình thì đấy chính là cái video mà tôi chia sẻ về chủ đề về gan và tinh dầu. And here's it on the screen, that is the topic I stress about the toxins in the liver. Yes. Và những video chủ đề này thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng xã hội. And these videos have attracts and the follow of community group. Và loại video thứ ba đó chính là video bán hàng. And the third video, that is sales video. Đây là loại video vô cùng quan trọng. This video is very important for you. Để giúp chúng ta có thể bán được rất nhiều sản phẩm. You have it can sell so many products. Vậy thì bố cục của video bán hàng sẽ gồm có 3 phần. So the layout of sale video, we have 3 parts. Phần thứ nhất đó chính là 80% thời gian chúng ta nói về nỗi đau, về thực trạng những vấn đề sức khỏe mà nhiều người đang mắc phải. So the first part we should talk about 80% you should talk about the pain, the reality of health problem that many people are suffering. Khi chúng ta nói đúng về nỗi đau và những thực trạng mà mọi người đang gặp phải thì họ sẽ rất quan tâm. So when you talk about the pain, the reality of the customer, so who will take rest about your product? Và phần thứ hai chính là chúng ta nói về nguyên nhân. And the second part, we should talk about the cause. Nguyên nhân dẫn đến những cái vấn đề sức khỏe đấy. And the cause and the solution. Và phần thứ ba đó là chúng ta cung cấp giải pháp. Đó chính là cái thời điểm chúng ta sẽ nói về sản phẩm. And the third thing, we should talk about the solution and talk about the our product to sell. Và khi chúng ta tuân thủ cái quy luật và nguyên tắc 80-20 thì sẽ rất hiệu quả. So when we face the regular 80% and 20%, it's always effective. Và chúng ta muốn bán sản phẩm nào thì chúng ta cần phải có kịch bản rõ ràng cho sản phẩm đó. And if you would like to sell any product, we should have the script of this product. Và chính vì vậy, cái lưu ý quan trọng ở dạng video này đó là chúng ta cần phải dành thời gian để suy nghĩ kịch bản. So that's why of this video, we should spend your time to write the good script and clear the content. Nếu như chúng ta có những kịch bản hay và
đúng nhu cầu thì có thể tiếp cận được hàng triệu khách hàng. And if you have a good script and good content, you can attract a millions of the viewer, customer. Next slide. Và sau đây chính là một số cái hình ảnh để chứng minh cho tất cả các lãnh đạo cũng như các đối tác về cái nội dung video bán hàng. And here's on the screen, you can see that my some pictures is can prove my business. Vâng, và cái hình ảnh đầu tiên chính là cái video mà tôi nói về video bán hàng về sản phẩm canxi. And this is the first picture I talk about the video to sell the calcium product. À, trong cái video này thì đã thu hút được 3,5 ngàn like và 1,900 comment. And this video has attracted 3,500 like and 1,900 comment. Và video này hiện tại có 200 gần 290,000 lượt xem. And now this video has around 229,000 the viewer. Và với một video này nhưng đã giúp cho tôi có thể bán được hàng chục ngàn đô từ một video canxi. And this video helps me can sell the calcium around with the totals 10,000 US dollar for this product calcium. Và thu hút được một tệp khách hàng rất lớn, những người quan tâm đến canxi. And attracts a great the field file customer who interest about calcium product. Tiếp theo đó là video về dưỡng nhan. And the next picture that is video about the beauty care. Và với video này cũng thu hút được 3,600 like và 3,000 comment hỏi mua viên dưỡng nhan. And this video has attracted 3,600 like and there's 3,000 comments asked about to buy this product. Và với video này thì cũng đẩy lên hơn 200,000 lượt xem. And this video to push more than 200,000 viewer. Và cũng nhờ video này thì đã giúp cho tôi cũng như rất nhiều các lãnh đạo tại Thiên's Việt Nam có thể bán được rất nhiều sản phẩm viên dưỡng nhan. And this video helped me and our teams sell so many products about this product for the beauty care. Và hình ảnh cuối cùng chính là video tôi bán về viên bổ thận. And the last picture, that's the videos I sell the kidney tonic product. Video này cũng thu hút được hơn 3,300 like và rất nhiều comment để quan tâm về viên bổ thận. And this video attracts more than 3,300 like and so many comments. Và ngoài những cái sản phẩm chủ đạo này thì cá nhân tôi cũng như rất nhiều lãnh đạo tại Thiên Việt Nam đang khai thác rất tốt nhiều sản phẩm khác của Thiên. And besides the main products, means in our teams sell so many products. Và chúng ta chỉ cần dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về kịch bản và có bố cục hợp lý thì chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người cần mua sản phẩm. And just we need thinking about the goods, the content, and build the great your script, and you will attract so many customers for you. Next slide. Và tiếp theo thì tôi sẽ lấy một ví dụ để chúng ta bán canxi. And next thing I would like to show you, for example, how to sell the calcium product. Chúng ta muốn bán canxi thì trước đó chúng ta phải đăng những video chủ đề liên quan đến canxi. And if you want to sell the calcium product, you should post the many valuable video, the topics about the calcium. Chúng ta cần phải làm tốt đó là video cho đi và video chủ đề. Đây chính là bước đệm quan trọng để trước khi tung ra video bán hàng. So we should do a good things
how to make the videos values for giveaway and how to make the script a great, that is great stepping stone for you to sell the products later. Trước khi đăng video bán canxi thì tôi đăng 3 đến 4 video như sau. So before selling the calcium products, I post the videos and talk about the 3 things. 3 biểu hiện của thiếu canxi trầm trọng. At 3 signs of serious calcium deficiency. Tại sao cần bổ sung canxi? And why we need to supplement the calcium. Cách phân biệt canxi hữu cơ và canxi vô cơ. And how to distinguish the organic calcium or inorganic calcium. Và khi tôi đăng những video này thì khách hàng đã rất là thích thú và quan tâm. And once I post this video, the customer really like it and have a great interesting. Và sau đó tôi tung ra video bán canxi. And then I post the video for selling calcium product. Theo đúng bố cục mà tôi vừa chia sẻ. According to the layouts I already share for you. Và video bán hàng của canxi của tôi đã thu hút được hàng trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt like và hàng ngàn bình luận hỏi mua. As my videos calcium is already attracts a thousand the viewer and a thousand the like and comment. Chính vì vậy khi xây kênh chúng ta không được nóng vội. So that's why when you kill your channel it should be careful. Mà chúng ta cần phải có lộ trình và kế hoạch. And we should have the rules and the plan and strategy. Và cần phải có kế hoạch để dẫn dắt khách hàng theo từng giai đoạn. And need to have the plan to lead your customer step by step. Và tiếp theo chính là video để hồi âm. And the next thing that is video for response. Sau giai đoạn đăng video bán hàng thì chúng ta cần phải có video để hồi âm khách hàng. And after some selling video, you should make the video for response. Mục đích của video hồi âm là để hướng dẫn đối tác khách hàng sử dụng sản phẩm đúng đủ liệu trình. And the purpose for video response that's to help your customer to use products. Và để hướng dẫn một số biểu hiện hoặc là những cái phản ứng trong thời gian đầu dùng sản phẩm. And this video to have to guide your customer how to know some signs maybe in cartridge during the first time they use the product. Để giúp cho khách hàng tăng niềm tin. And have the customer get more belief, the trust. Về sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc hậu mãi. About your products and also your service để đối tác khách hàng sử dụng có hiệu quả. And let your customer use get more effective và tái tiêu dùng. And reconsume your product để biến khách hàng trở thành khách hàng tiềm năng và thường xuyên. And to get the customer becomes a potential customer and regularly. Khi chúng ta đăng video hồi âm, vừa giúp hồi âm người cũ nhưng vừa giúp thu hút người mới. And when you post the video respond, the poll have to respond the old person use your products and have the new people. Và vừa rồi thì tôi đã chia sẻ về 4 cái loại video khi chúng ta áp dụng trong quá trình xây kênh trên mạng xã hội. And currently, I already share with you for 4 video how to build your script channel. Và 4 loại video này sẽ xuyên suốt kênh và sẽ giúp chúng ta khai thác cũng như thu hút hiệu quả. And 4 videos will help you to attract the customer
a lot. Và cá nhân tôi thì hiện tại cũng đang áp dụng những cái kiểu video này để xây kênh và không ngừng phát triển kênh. And for myself now, I'm applying this video to build and develop my channel. Và phần tiếp theo thì tôi sẽ giao lưu và chia sẻ với tất cả các quý đối tác về một số kỹ năng để giúp chúng ta thu hút và khai thác hiệu quả trên nền tảng online. And the next thing I would like to share with you about a skill to convert the customer on social media platform. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó là khi thu hút được rồi, có lượt follow rồi thì làm thế nào để khai thác? As I'm sure you could have a questions when you have a customer, but how to know and how to convert this customer? Và làm thế nào để chuyển đổi trở thành khách hàng tiêu dùng sản phẩm và hợp tác kinh doanh? And how to convert this customer to use your products and can have the curious. Và để làm được điều này thì chúng ta cần có kỹ năng chuyển đổi khách hàng. And to do this thing, we should have the skill to convert the customer. Để chuyển đổi được khách hàng thì chúng ta cần phải có chiến lược và lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. To convert the customer, we should have a specific strategy and route for each period. Và vừa rồi thì tôi đã chia sẻ 4 giai đoạn để khi chúng ta làm video. And currently I already share with you for 4 periods to build the channel, build the video. Và đó cũng là quy trình để có thể giúp chúng ta chuyển đổi khách hàng hiệu quả. And that is also the process to convert the customer. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta làm video giá trị cho đi để thu hút người theo dõi. The first period you should make the videos for make valuable video to give away to attract the follower of fan. Và khi chúng ta có fan khách hàng, có những người theo dõi thì chứng tỏ là họ đang yêu thích chúng ta. So when you have the follower, when you have the fans, so it means there's so many, that means there's customer interest about us. Vậy thì trong giai đoạn này chúng ta phải cho họ thật nhiều giá trị. And this period we should give a lot of valuable video. Để tạo sự quan tâm và tin tưởng cho đối tác khách hàng. And to create the trust and interest for the customer. Giai đoạn 2 là chúng ta cần phải có những video chủ đề để chúng ta làm bước đệm trước khi bán hàng. And the second video you should have make the video had a topic is sent to product you would like to sell and that is stepping stone for the selling video in the next. Và giai đoạn 3 đó là chúng ta khi đã có tệp thì chúng ta mới đăng video bán hàng. So the third period when you have the file of customer we will post the selling video product. Và trong video bán hàng thì cần phải nói nhiều về nỗi đau thực trạng. And in your video for selling video you should talk about the right things, the right situation and the right need demand of the customer. Để khai thác đúng nhu cầu của khách hàng. So to know the right demand of customer. Vâng, và giai đoạn 4 đó là khi chúng ta đã có rất nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm thì chúng ta cần phải hồi âm. And the fourth period when you have so many customer, there are so many people buy your product, you should have the video for response. Chúng ta cần chuyển đổi khách hàng theo từng giai đoạn như thế này. We should to convert the customer is curious like this.
Nếu như chúng ta vận hành tốt quy trình này thì sẽ chuyển đổi rất là tự nhiên và rất là hợp lý. If you have good strategy and process like this, you can have. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải xác định được đúng khách hàng mục tiêu. And the next thing, we should define your target customer clearly. Bởi vì mỗi một loại sản phẩm sẽ có một nhóm đối tượng khách hàng. Because each product you can have different the customer. Chính vì vậy những cái thông tin mà chúng ta cần phải quan tâm như sau. So that's why there's information we need to focus. Về độ tuổi. About age. Độ tuổi đó là người trẻ em hay là người lớn hay là người già. Age, that's about the children or the old persons or the young person. Ví dụ như khi chúng ta bán canxi thì sẽ có 3 loại canxi. For example, if when you sell the calcium products, canxi trẻ em. The children's calcium product. Canxi người lớn. The calcium for the và canxi dành cho người tiểu đường. And the calcium for plus. Vậy thì từng nhóm khách hàng sẽ có những cái đối tượng khác nhau cho từng sản phẩm. And each customer, we will have different products for each customer. Thứ hai là giới tính. The second thing is gender. Nam hay nữ? The male or female. Ví dụ nếu như là nữ thì có sản phẩm dưỡng nhan. For example, if female, we have the beauty care product. Nam thì có sản phẩm bổ thận. For the male, we will have the kidneys product. Để chúng ta xác định được đúng đối tượng khách hàng. So to verify and define the target customer clearly. Và tiếp theo đó là chúng ta cần phải có thông tin về điều kiện tài chính của đối tác khách hàng. As next thing, we need to have the information about the customer, about the earnings. Để chúng ta tư vấn sản phẩm. To consult the products for the customer. Phù hợp với điều kiện tài chính của đối tác khách hàng. To suitable with the earnings of customer. Nếu như chúng ta chia sẻ được đúng nỗi đau, đúng nhu cầu thì kết quả sẽ đúng. If we stress in the right pain, in the right needs, demand, and we will have the right result. Và để chuyển đổi được khách hàng thành công thì chúng ta cần phải khéo léo và phù hợp theo từng giai đoạn. And to convert the customer successful, we need to have the plan or strategies suitable for each period. Và kỹ năng tiếp theo đó là kỹ năng tư vấn khách hàng. And the next skill, that is consulting skill. Đây là kỹ năng vô cùng quan trọng để quyết định chốt sale thành công. So this is an important skill to decide the sales successfully. Vậy để tư vấn khách hàng thành công thì chúng ta cần phải đặt nhiều câu hỏi cho khách hàng để xác định đúng nhu cầu. So to have a successful consulting skill, you should ask many questions for a customer to determine the right they demand. Khi chúng ta đặt nhiều câu hỏi thì khách hàng sẽ cung cấp những cái thông tin về sức khỏe của mình hoặc là về sự nghiệp của mình cho chúng ta biết. When we ask them so many questions, they will give you about their health, about their earning, their finance, and so many things about customer. Từ đó giúp chúng ta xác định được đúng nhu cầu của khách hàng. And from that we can determine the right demand of the customer. Và sau khi đặt câu hỏi thì chúng ta cần phải lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm. And when you make a question, then you should listening, empathizing and understanding.
Và đấy là kỹ năng rất quan trọng để giúp chúng ta thu hút được cái niềm tin yêu của đối tác khách hàng. So this important skill to attract the belief and the trust from the customer. Bởi vì tâm lý của khách hàng là thích được chia sẻ và thích được lắng nghe. Because the emphasis of the customer lie to sharing and lie to listening. Cho nên tôi rất là tâm đắc một câu nói, người thành công là người luôn đi giải quyết những vấn đề cho người khác. So there's one word I very, very like it. The successful people are a way to have solution for the other people. Và tiếp theo đó là chúng ta cần phải đưa ra phân tích chỉ ra được những cái nguyên nhân. And the next thing we should give the cause analysis. Và cuối cùng đó là chúng ta đưa ra giải pháp cho khách hàng. And the last thing we should provide the solution for the customer. Và hướng dẫn để giúp đối tác đưa ra quyết định mua hàng. And help the customer guide to them, your partner to make a purchase decision. Khi chúng ta hoàn thiện được những kỹ năng này, thì cái tỷ lệ để chốt sale là rất cao. So when finished of this thing, the rate of your close orders very high. Và trên online thì có rất nhiều những đối tác đang tìm hiểu thăm dò. And for the online platform, there's so many customer asking about. Vậy thì đối với những đối tác rõ dư thì chúng ta cần phải cung cấp cho họ thêm tài liệu để họ tìm hiểu kỹ hơn. And for some customer, if they are hesitant the partner and who want to learn more about products, you need to provide more brochure and more information for them. Và khi họ tìm hiểu kỹ rồi thì có thể sau đó họ sẽ quay lại để mua sản phẩm hoặc hợp tác kinh doanh. And when they find out your information, maybe they will come back to buy your product. Và có một phương pháp vô cùng quan trọng và hiệu quả mà cá nhân tôi cũng như rất nhiều lãnh đạo tại Tiên Việt Nam đang áp dụng thành công. And that's the most matters. Very important, means and our teams are applying in teams. Đó là chúng ta luôn đưa ra cho đối tác khách hàng phương án 2-1. That's we should give the customer should always give the partner for the two options and choose one. Vâng, và tiếp theo đó là một kỹ năng nữa, đó chính là kỹ năng phân nhóm khách hàng. And the next thing is other skill that is classified the customer group and skill. Trên cái tệp khách hàng chúng ta sẽ có rất nhiều loại khách hàng. And your file customer, there are so many and different customer. Chính vì vậy chúng ta cần phải có kỹ năng phân nhóm, phân loại để chăm sóc cũng như là để bám sát tốt hơn. So that's why we need to identify and classify the customer to take care of them. Thứ nhất đó là cái nhóm khách hàng chưa mua sản phẩm và chưa hợp tác trở thành thành viên. The first group that is the customer who have not purchased your products and has not joined member yet. Đối với những khách hàng này thì chúng ta cần phải có những cái tài liệu để cung cấp và những cái video để hồi âm thêm. So this customer group, we should have supply most the video and videos with one more. Và nhóm thứ hai đó là những khách hàng đã mua sản phẩm và đã gia nhập trở thành thành viên. And the second group is customer who have purchased and join the member. Đối với những nhóm khách hàng này thì chúng ta cần phải có kế hoạch để chăm sóc và để dẫn dắt đào tạo. For this customer group, we should have the plan to take care of them. Tiếp theo đó là nhóm khách hàng tiềm năng. The next group is potential customer.
đây là những khách hàng rất tin tưởng chúng ta và có thể mua rất nhiều sản phẩm. So this customer who have the belief and trust about us and maybe they will buy our products very much. Và họ có thể sẵn sàng để gia nhập trở thành thành viên và hợp tác kinh doanh của chúng ta. And maybe they are already can join our careers with Tien's. Và một nhóm khách hàng nữa đó là khách hàng thường xuyên tái tiêu dùng cho sử dụng sản phẩm. And the next is regular customer and resumes consume. Và tiếp theo đó là nhóm khách hàng VIP. And the next thing is VIP customer group. Đây là những khách hàng chúng ta cần phải có sự quan tâm và hậu mãi đặc biệt. And this customer, we need to take care about them specially. Và khi chúng ta phân nhóm khách hàng thì chúng ta sẽ có được cái kế hoạch và có được cái phương án để giúp chúng ta chăm sóc, dẫn dắt và đưa vào quy trình hội nghị. So when we classify the customer, we will have the plan to care and respond to converse and especially bring them into the conference trainings and process. Bởi vì các nền tảng mạng xã hội thì chính là miệng phễu, nhưng quan trọng đó là chúng ta phải sàng lọc để đưa được vào cổ phễu. So because the almost the customer on the social media platform, that is just the funnel. So we need to classify to bring them into the funnel neck. Và để phục vụ cho chiến lược bán hàng, tuyển người, đào tạo và giữ người. So to serve for the selling product, for recruitment and trainings, and keep the person, the talent person. Bởi vì bản chất của kinh doanh mạng đó là chúng ta xây dựng hệ thống. Because the network marketing is build your team's system. Vâng, và tiếp theo đó là chúng ta cần phải có một cái kỹ năng đó là vận hành và kết nối đa kênh. The next thing is we need to have one more skill. That is multi-channel connection. Khi chúng ta vận hành đa kênh sẽ có cơ hội để tiếp cận nhiều hơn khách hàng. So when you operate multi-channel connection, you can have a big chance, big opportunity to approach with the customer. Cùng một video nhưng chúng ta có thể đăng trên đa nền tảng. And one video you can post multiple platform. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, website hoặc là Zalo. Like Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, website and Zalo. Viết những cái bài để xây dựng thương hiệu trên trang cá nhân hoặc là đăng bản tin hoặc là chúng ta xây dựng fanpage. So write something, post in your personal world or brand name on a social media. Và chúng ta cần có những cái bài viết chất lượng hiệu quả để xây dựng thương hiệu cá nhân. And we need to have a quality, the content and quality article to build personal brand. I mean, về sức khỏe, về gia đình, về sự nghiệp hoặc là về phong cách sống. About the health, about the career, about the family, and about the lifestyle. Để xây dựng được thương hiệu và nhãn hiệu trên nền tảng mạng xã hội. To build your personal brand and brand names on the social media platform. Và để tạo niềm tin lớn cho đối tác khách hàng. To create the big trust, the big belief for the partner and your fan. Bởi vì khách hàng thường có một cái hành vi đó là tìm kiếm cái thương hiệu của mình trên nhiều nền tảng khác nhau. Because the customer always have their behavior to looking for on a social media platform. Và kết quả
họ tìm kiếm ở trên các nền tảng mà mình đều có mặt và xuất hiện thì chứng tỏ chúng ta đang có thương hiệu lớn. And the results, if they find your brand names on almost social media platform, that means you are successful on a social media. Và tại sao chúng ta cần phải xây dựng đá nền tảng? And that's why we need to build the multiple platform. Đó là chúng ta để tránh những cái rủi ro có thể xảy đến. And to avoid a risk can come. Và chúng ta không phụ thuộc vào một nền tảng nào. And we don't depend any social media platform. Nếu như nền tảng này có vấn đề thì chúng ta còn có nền tảng khác để phát triển. And if social media has problem, we still have another one to use. Và có một câu nói rất hay, đó là chúng ta không nên để trứng tất cả trứng vào một giỏ. So that's one thing. So we should not push all the eggs in one. Next slide. Tiếp theo thì đây chính là những cái chỉ số và những cái thông tin mà chúng ta cần biết. And the next thing that's the indicators, analysis and assessment. We should do this continuously. Thứ nhất là tỷ lệ tương tác kênh video. The first thing is channel and video interaction rate. Nếu như chúng ta có nhiều video, có nhiều lượt comment thì chứng tỏ cái kênh chúng ta đang rất đúng nhu cầu. And if you have interaction rate is high, so many like and comments, that's why your videos is the right demand. Còn nếu như khi chúng ta xây kênh, chúng ta đăng video mà lượt tương tác rất ít thì chứng tỏ cái kịch bản chúng ta đang gặp vấn đề. And if you post the videos, there's very a little bit comments like it means your videos, your script, your content is not good. Chúng ta cần phải viết lại kịch bản và thu hút tốt hơn. And we need to rewrite your script and the content. It should be much better. Tiếp theo đó là tốc độ tăng follow. And the next thing is speed increase to follow. Nếu như tốc độ tăng nhanh thì chứng tỏ cái kênh chúng ta đang đi đúng lộ trình. And if your speed increase the follow, it means that your rules is on the right way. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải có kiểm tra về doanh số hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, hàng năm. And the next thing you should check about your sale by daily, weekly, monthly, quarterly and yearly. Để đánh giá được tính hiệu quả khi vận hành mạng xã hội. To assessments about effective when you approach. Bởi vì kết quả sẽ quyết định, sẽ thể hiện quy trình. Because the results will decide your process. Tiếp theo đó là chúng ta cần phải quan tâm chỉ tỷ lệ chuyển đổi thành công. And the next thing you should care about the successful conversion rate. Người mới mua hàng, người cũ tái tiêu dùng. And the new buyer and the old customer reconsume. Người mới gia nhập đội nhóm. And the newcomer join to your team. Chúng ta cần phải kiểm tra hàng tuần và hàng tháng. And we should check weekly and monthly. Và thu nhập của chúng ta, đội nhóm chúng ta có tăng trưởng hay không? And our income is growing up or not. Và nhờ vận hành các nền tảng mạng xã hội tại Thiên Việt Nam thì có rất nhiều các lãnh đạo cũng như là cá nhân tôi và đội nhóm có sự tăng trưởng lớn về thu nhập. And due to the social media platform on Thiên Việt Nam, so me and our team has income growing up very fast.
Sau đó chúng ta cần phải đào tạo và sao chép cho đội nhóm thị trường. And then we should trainings and copy the formula for the team and market. Và chúng ta cần phải kiểm tra cái chỉ số đó là tốc độ thăng cấp là nhanh hay chậm. And we need to check the level of speed is fast or slow. Và nhờ có nền tảng online thì tại Teams Việt Nam có những lãnh đạo một năm thăng ba cấp. And thanks to social media platform, there's so many leaders in Teams Vietnam. They can get the higher ranks. I mean, they can get 3 ranks in a year. Get và như tôi đã nói từ đầu thì cá nhân tôi cũng nhờ có nền tảng online trong vòng 5 tháng thăng 2 cấp. As I mentioned before, due to social media platform, I can get the higher rank within five months. I can get 2 rank. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các lãnh đạo cùng toàn thể quỹ đối tác Teams những cái kết quả vô cùng tuyệt vời mà cá nhân tôi cũng như đội nhóm đã đạt được từ khi vận hành online và Facebook cũng như TikTok. And so next thing, I'm very happy to share with you about the results when I and my teams operating social media platform until now. Đầu tiên, next slide. Đầu tiên thì đấy chính là cái trang cá nhân Facebook của tôi. So the first picture, that is my Facebook channel. Tôi vận hành xây dựng trang này 3 tháng. Gần 3 tháng thì hiện tại là có 108 người theo dõi, 108.000 người theo dõi đấy ạ. So I use and operate these trainers around 3 months, but now I have more than 108,000 the follower. Đây là một cái điều mà cá nhân tôi cũng vô cùng bất ngờ, bởi vì nếu như không có những cái công cụ mới, nền tảng mới thì không thể nào có được những cái con số này. So this makes me very surprised because if there's not new social media platform, I cannot get it. Về tiếp theo đó là cái kênh reel của tôi thì hiện tại là có hơn 20 video trên triệu view. And now my videos on reels on the Facebook, it has more than 20 million viewers. Và kênh của tôi có hơn 80 triệu lượt xem. And my channel has more than 80 million viewers. Hàng chục ngàn tin nhắn bình luận. Thousands of comments and like. Và hàng ngàn tin nhắn trực tiếp cùng với hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày. And 1,000 direct messages daily. Và tiếp theo chính là kênh TikTok. Next slide. And the next thing, that is a TikTok channel. Và khi tôi vận hành TikTok được hơn 8 tháng đấy ạ, thì hiện tại cái kênh Facebook, kênh TikTok của tôi là có 127.000 follower. And when I operate the TikTok around maybe 6 to 8 months, now I have more than 127,000 the follower. Và rất vinh dự khi tôi cùng với là 5 lãnh đạo khác của Teams Việt Nam được lọt vào hội đồng sáng tạo nội dung TikTok Việt Nam. As I'm very happy and honored meet with 5 leaders in Teams Vietnam to become a member of Creative Council TikTok Vietnam. Một điều vinh dự hơn nữa và tuyệt vời hơn nữa đó là tôi cũng rất may mắn khi được xuất hiện trên trang bia với hashtag thịnh hành sống khỏe 247 cùng với những người nổi tiếng tại Việt Nam ở trên TikTok. And I'm very happy when I can appear on the first page based on the TikToks and about the health and the best doctors on the first bit. Đây là một cái điều bất ngờ mà thực sự chỉ có vận hành online mới có thể giúp chúng ta đạt được những điều này. So that is surprise for me. If we don't have a social media platform,
I cannot get it. It's amazing. Next slide. Và tiếp theo đây là hình ảnh những cái đơn hàng mà đã ra được từ nền tảng mạng xã hội Facebook cũng như TikTok. So here's it. So many orders I can get it due to social media platform. That's so many my order. Và đây là đơn hàng đi mỗi ngày thì bình quân từ 40 đến 50 đơn hàng trên một ngày. And then these orders for dailies maybe from the 40 to 50 order a day. Và nhờ Facebook cũng như các nền tảng mạng xã hội thì có rất nhiều lãnh đạo ở trên Việt Nam cũng như cá nhân tôi thì có thể đạt được cái mức bán lẻ 2.000 đến 3.000 PV trên một ngày. So thanks to social media platforms, my teams can have retails the products from 2,000 to 3,000 BVs a day. Và điều quan trọng hơn đó là chúng tôi góp phần lan tỏa sản phẩm Thiên và thương hiệu Thiên trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. As the most important is we can transform the love and the brand name and the trademark from Thiên Vietnam. Và thông qua các nền tảng mạng xã hội thì tôi có hàng chục ngàn khách hàng ở trên khắp mọi miền trên Tổ quốc, thậm chí là ở quốc tế. So through on the social media platform, I have so many customer, 10,000 of customer in domestic and international customer. Có những đối tác khách hàng tại Mỹ, tại Hàn Quốc, tại Nhật Bản, tại Trung Quốc, tại Đài Loan. And there's some customer from USA, from Japan, from China, from Malaysia. Và đã có rất nhiều người mong muốn được hợp tác kinh doanh với Thiên. And there are so many people, there are so many customers would like to join in our group. Và hiện tại ở Việt Nam thì các lãnh đạo của Thiên Việt Nam đang là những lãnh đạo gọi là đi đầu trong nền tảng mạng xã hội ở kinh doanh mạng. And now in Thiên Việt Nam, there are so many leaders. They are the first leaders on the platform, social media platform. Và có được những cái ưu thế trước những công ty đối thủ. And have an advantage before the competitor. Vâng, và tiếp theo chính là lúc đầu tôi có chia sẻ về cái thăng cấp. Thì trước đây tôi vận hành offline thì phải mất rất nhiều năm tôi mới thăng cấp được sứ tử bạc. So I already said with you before. So before when I can I guess the silvers, silver lions, the rank I have so many time, maybe 2 years to get it. Nhưng nhờ có online và vận hành các nền tảng mạng xã hội mà công ty Thiên Sư Việt Nam đã đào tạo và rất nhiều lãnh đạo hệ thống đã chia sẻ. But thanks to social media's platform, Thiên Việt Nam has changed and give a chance to so many leaders. I can't get it. Mà tôi đã thăng cấp nhanh và có sự phát triển ấn tượng như online. So I can get higher ranks very fast and make a great impression in Thiên. Vâng, và vừa rồi thì tôi đã chia sẻ những cái cách thức để giúp chúng ta có thể vận hành các nền tảng mạng xã hội cũng như Facebook. And currently I already share with you methods and skill how to build on how to operate the social media platform. Và một số cái thành quả mà cá nhân tôi cũng như các lãnh đạo tại Thiên Việt Nam đã đạt được nhờ có nền tảng online. And some results for mice and for my teams get it due to social media platform. Cho nên đây chính là một cơ hội, là một nền tảng mà nếu như chúng ta vận hành thì sẽ giúp chúng ta phát triển nhanh, mạnh và đột phá hơn trong thời gian tới. And this is the chance, this
opportunity to have you. So if we use, you can get more successful in the next time. It's the rockets grow it during the next time. Và ứng dụng cũng như bám sát chiến lược của tập đoàn 80% online, 20% offline thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp thiên. And if we applying for 80% for the online and 20% for offline, and sure we will be successful in the future. Vâng, và tiếp theo chương trình thì không biết là có lãnh đạo và quý đối tác nào có cái phần giao lưu câu hỏi thì chúng ta sẽ có khoảng 15 phút để chúng ta giao lưu trực tiếp. And so the next thing we don't know if you have any questions, so please give it, I can answer for all of you. So I can give the stage for Mr. Okay, thank you, Mr. Tom, your great translations, which is so nice. Okay, thank you for great translators who delivered the knowledge from Mr. Yuan to us. Okay, thank you to the translators once again. Thank you. And also, I already seen a lot of questions showing up on the chat box. Okay, and also I think that perhaps you sitting behind the screen have a lot of questions regarding to this new topic. So, okay, let me give three questions from the house to Mr. Nguyen, okay? Actually, I just got one question from the comment section from the chat box. The question goes like this. So please, Mr. Translators, okay, Pam, please translate these questions to Mr. Nguyen. The question goes like, you know how to introduce a product on the reel, okay? Without showing too pushy, okay? Without expose or setting intentions. Did you get my questions? Yeah, thank you for your question. Okay, yeah. Quân ơi, họ muốn hỏi là làm thế nào để mình giới thiệu các cái sản phẩm ở trên nền tảng reel? Để giới thiệu được sản phẩm á, thì trước đó thì cần phải làm video cho đi cái đã và giới thiệu sản phẩm là giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3. Chứ nếu như mới đâu mà chưa có cái người thu hút ấy, tức là chưa có người theo dõi mà mình đưa sản phẩm thì chắc chắn rằng chưa thể bán được. Anh cứ dịch đi rồi em nói tiếp ạ. So he said that's the first thing if you would like to introduce your products in real. The first thing you should post the video, the value for giveaway. And then you can have the next video and focus on the grace and the content for the selling product. Và tiếp, với nền tảng Reel thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa được sản phẩm. Chúng ta đưa ra, chúng ta quảng bá trực tiếp luôn mà sẽ không bị bóp tương tác giống như là TikTok. So for real platform, you can introduce directly your products without decrease the interaction like TikTok interaction. Và trước khi đưa sản phẩm thì chúng ta phải có nhiều video về chủ đề. And before introduce your products, you should make a lot of video to talk about the topic. Khả năng tương tác và kết nối ở trên Facebook cao hơn rất nhiều so với TikTok. And ability to connect and interact in the Facebook is higher than the TikTok. Okay. Câu hỏi tiếp theo đi ạ. And the next question. Okay, thank you for your answer. Okay, very helpful. I just got one more question from the chat box, okay? Please, can one focus on the opportunity part of the business when building your brand and creating short videos on Reels? I don't quite understand these questions, but I guess our audience want to ask that
Can we make a short video on Reel about our business opportunities? It is recommended to do it or not? À, ông ấy muốn hỏi là mình làm cái những cái video ngắn ấy ở trên Reel thì mình làm thế nào mà để xây dựng cái nhân hiệu, cái thương hiệu cá nhân của mình ấy, thì làm thế nào để xây dựng cái đó? À, thì với cái này á, để xây dựng được thương hiệu và nhãn hiệu là cần phải có một quá trình và cần phải có thời gian. So he said that to build your brand name on the Facebook is need the time, a long time to build it. Thứ hai đó là cần phải có cái lộ trình mà lúc nãy em vừa chia sẻ đấy, là có 4 giai đoạn mà chúng ta xây kênh nhé, 4 loại video đấy. And the second thing, we should have the strategy and the route to build your channel. That's for video, right? Vấn đề thứ ba đó là chúng ta cần phải. Vấn đề thứ ba đó là chúng ta cần phải có hình ảnh đẹp và video chuyên nghiệp bằng cách sử dụng các ứng dụng, các công cụ. And the third thing, we should have the nice picture and everything should be professional. Professional. Cái ứng dụng mà em hay sử dụng chính là CapCut. You can use the software, you know, the CapCut to edit your video. Yeah. Chúng ta chỉnh sửa video trong CapCut, sau đó chúng ta mới đưa lên để đăng ở trên Reel. We can edit and to check and to review your videos and edit in the CapCut before posting your videos on the media social platform. Và một điều quan trọng đó là chúng ta cần phải hoàn thiện bản thân để có thật nhiều kiến thức và kỹ năng và chinh phục khách hàng bằng cái kiến thức và trí tuệ của mình. And especially we need to complete yourself about the skill and the knowledge. The skill and the knowledge. Cho thật nhiều giá trị thì sẽ nhận về rất nhiều. And when you give so many, a lot of valuable thing, you can get it back more or a lot. Okay. Còn câu hỏi nào nữa không anh? Yeah, it's finished. That's all. Okay, thank you. Okay, thank you for your questions. I just got the one last question. Okay, so one last question for Mr. Nguyen. You know that for a new beginner, okay, who have no experiences doing the online, doing the play with the social media, so do you have any recommendations to how where to start? So give some instructions to make this work like a little bit easier for the new beginners. Với một người mới chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là chưa biết về cái nền tảng xã hội này thì Quân có thể là hướng dẫn mọi người làm cách nào để mình sử dụng nó dễ dàng nhất, hoặc là có một cách nào đó cho với người mới bắt đầu. Ok. Đối với người mới bắt đầu á thì cái việc đầu tiên là khuyến cáo họ vào những cái kênh của những người đã làm tốt để mình quan sát và học tập, đó là việc đầu tiên. And the first thing you should access to the channels of the person who has already made or used the social media platform to study and get more information from them. Thứ hai là cần phải có những chương trình đào tạo từ phía công ty hoặc hệ thống dành cho những chiến binh online. And the second thing, you should have a training course from the company and from your system in your country. Thứ ba đó là cá nhân của người đó cần phải dành thời gian để vào YouTube tìm hiểu về những cái nền tảng ví dụ như Reel hoặc là TikTok. And the third thing,
The beginner should to look for or access on the internet, maybe YouTube, to study about the reels or something about social media platform, so many things on the YouTube to study. Và tiếp theo đó là cần phải thực chiến, cần phải làm và gặp thất bại thì lúc đó mới có thể thành công được. And the last thing is you should practice many times. You should practice. Để có được cái thương hiệu cũng như là những cái kết quả như cá nhân tôi hoặc là rất nhiều lãnh đạo tài chính Việt Nam đã đạt được thì chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều những thất bại, rất nhiều những giai đoạn là cần phải gọi là học tập để rút kinh nghiệm. So when you get your brand names, you have so many the failure, and we have to study so many training course and to get successful until now. Okay, có hỏi tiếp theo ạ. Okay, that's all. Okay, thank you for Mr. Winston's answers. Okay, very patient answers and very sincere, very honestly advice to our new distributors, new beginner to the social media marketing is really helpful. And I think maybe it is time that we can invite some of our audience, okay, to share with us what is the feedback, okay, the feelings of for today's trainings. So I think maybe we can invite the leaders from Africa. So Dr. Sydney, are you here online? So can you make some comments on today's training since you are so curious about this social media and marketing for a long time? So could you share with us? Yes. Thank you, Mr. Lincoln. It's a great pleasure to be here. Thank you. Yes. Thank you, our great trainer and the interpreter today for Sir, a very I'm from Pakistan. Zindabad. Okay, for a very wonderful training that we had today, especially introducing us to the use of social media to achieve our results, excellent results in our business. This is great. I thank you so much. For everyone who attended this program today, is an eye-opener to help you know that social media is something that can help you upgrade faster, achieve better results. Thank you so much, sir. Very informative. I am from Pakistan. So this training today, as an introduction to what can happen with social media, is an awesome one. I want to thank the trainer today for doing that job very, very well. So for anyone who attended today, you can see within a short time what can happen. But social media and everything we're learning on social media is like driving a car. Today, he has just shown us in theory how to drive a car. And you can never know how to drive a car until you sit and start driving it. So having had and listened today, let us all go and start practicing it the little way we can. Let's start practicing it the little way we can. Good morning. But those are not mistakes. Those are the learning pattern that we're going to go through to be able to achieve the results that we want. What will be the first thing that we should do if you don't have a social media account from today's training? Please go and create a social media account. In Nigeria, in Africa, Facebook is very thank popular. Thank you, sir. I'm Indian, MD Abdul Nabi. Thank you, sir. I'm Pakistani. TikTok is very popular here. Facebook is also very popular. And so, let's go. If you haven't created one, create one. He mentioned using a professional image avatar as your picture profile for your, because you're doing business. You want to engage with people, use a professional image.
and then continue to do something. Excellent every day. Program, sir. Don't just rely on one social media platform. Have many, and then you can post and get active on all of them at the same time. When you do that, you're increasing your visibility. When you do that, you're increasing the number of fans that are coming to you. People are trusting you more. In social media, there's what we call KLT and R. KLT and R. Know. K is know. L is like. T is trust. When they know you, they like you, they trust you based on what you have been posting all the time on a regular basis, then they will be actually be ready to do business with you. And so with what we have learned today, this is awesome. My appeal is that this is an introduction. It's not just for many who have known social media activities. They know that this is an introduction. Then, like he mentioned, our teams, our systems, our groups can organize extra trainings for this. He has mentioned this. It appears there are organic ways of generating leads. We also need to know much more about how paid adverts, you know, when sponsored adverts, to be able to generate more, where you'll be able to choose name, age, gender, spending ability, earning, how much money they earn and how much they spend, so that one can do that and be able to now reach out to the right target audience by sponsoring ads. These are also other areas of trainings that we exposed to. I know our trainer is well equipped, adequate to handle all of this. And I think I like the way he has done this today. Thank you very much. I salute you. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, thank you, doctor. Okay, thank you, doctor, for your sharings. And thank once you, again, sir. I am Pakistani. Very, very. Okay. Yes, I can feel that. Okay, the warmth, okay, the enthusiasms from the audience. They can't wait, they can't hold themselves, but to extend the great thanking to our lecturer. Your training is absolutely useful and powerful for distributors, okay? It is really good. Actually, we are planning to organize such kind of training more and more by inviting more successful people on the stage to give us wonderful trainings. And also, please, if you have any comments, if you have any needs, if you have any kind of suggestions about these kind of trainings, please submit your questions, your comments, or whatever to your regional managers, okay? We are really want to hear your suggestions so we can prepare the next event, the next training in a better way, in a much better way, okay? Yeah, I think that due to the time, okay, so we don't have that long time for each one of you to give the comments, but I can feel that you are so excited about it. So thank you, Mr. Wen, thank the translators, Tom, and thanks all the participants. Thanks to our lecturers, your training give a lot of insight and encourage us to take a leap into the new business territories online, okay, online business and social media marketing. And thank you for your generous sharing of your successful experience. And we can see there are thousands of ways to do the business, and do it could be fun using the social media net platform, play on the TikTok, play on the Facebook, okay, using the really interactive way to how to work with our clients. And once again, I encourage all of the audience, okay, to give Mr. Wen another round of applause, okay? Thanks for the course. Okay, thanks.